Tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác đối với vô lượng các sự việc ở đời trước thuộc quá khứ của các hữu tình, hoặc một đời, hoặc trăm đời, hoặc ngàn đời, hoặc trăm ngàn đời, hoặc một ức đời, hoặc trăm ức đời, hoặc ngàn ức đời, hoặc trăm ngàn ức triệu đời, hoặc một kiếp, hoặc trăm kiếp, hoặc ngàn kiếp, hoặc trăm ngàn kiếp, hoặc một ước kiếp, hoặc trăm ức kiếp, hoặc trăm ngàn ức kiếp, hoặc trăm ngàn ức triệu kiếp, cho đến các việc làm, các lời nói, các hình tướng của đời trước đều như thật biết đó là thứ chín. Tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đối với các lậu tận, vô lậu tâm giải thoát, vô lậu tuệ giải thoát đều như thật biết đối với sự lậu tận của mình pháp chân giải thoát tự chứng thông đạt an trụ trọn vẹn như thật nhận biết sự sanh của ta đã hết phạm hạnh đã lập việc làm đã xong chẳng còn thọ sanh đòi sau nữa đó là thứ mười này thiện hiện đó là mười lực như lai like. hết quyển thứ ba trăm tám mươi